À, đây nó là cái bộ xe của trong phim hoạt hình Đội Bay Siêu Đẳng. Nó là hàng của Alpha Group, cái thương hiệu đồ chơi đa quốc gia có cả ở Mỹ và Trung Quốc luôn. Nó bằng chất liệu nhựa cực kỳ đẹp nha, không sử dụng pin gì hết, chỉ chơi công tác để chạy thôi ha. À, hai cái này gắn nối kết nối ở đây, nó ra. À, cái này khi đẩy nó kêu là cạch và phía trước nó xoay. À, chất liệu nhựa của nó cực kỳ đẹp luôn. Cái này nó cũng có bánh xe nhỏ bên dưới, có thể đẩy chạy. Rồi hai nhân vật này đây là có thể biến hình đổi hình ha. Bây giờ đây là hình dạng của chiếc máy bay. Cái tay của nó tương tự con này cũng vậy.